Xin chào quý vị, Salon ô tô Hà Nội 1 của chúng tôi hôm nay lại lên sóng với các cái mẫu xe mới. Trước tiên tôi xin giới thiệu, tên tôi là Trịnh Văn Hùng, tôi là chủ Salon ô tô Hà Nội 1, địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay Salon của chúng tôi về một số các cái mẫu xe mới tôi giới thiệu cho các bạn, để các quý vị cùng các bạn để xem những các cái mẫu xe này, cũng như là để vừa là để tham khảo nếu chúng ta mà có nhu cầu thích hợp, chúng ta hãy đến để đi thử. Trước tiên giới thiệu với các bạn là đây là một chiếc mẫu xe SUV Fortuner phiên bản 2 cầu máy xăng số tự động, nhưng mà cái bản này là bản 2 cầu, đi rất là chắc chắn, được sản xuất năm 2017. Với cái xe sản xuất của năm cuối năm 2017 này, chất lượng vẫn còn khá là tốt, tương đối nó phải tầm 90% so với lại giá với lại xe mới. Chiếc xe này hiện nay mới đi được có hơn 8 vạn km thôi. Đấy, chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với cái giá là 780 triệu. Rất mong các bạn có thể qua đi thử để xem cái chiếc xe Fortuner 2 cầu đi nó như thế nào. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn về mẫu xe thứ hai. Mẫu xe thứ hai là một chiếc cũng là dòng xe SUV, Kia Sorento máy dầu, được sản xuất là năm 2016. Chiếc xe Kia Sorento này với cái thiết kế cũng rất là đẹp nhá. Đèn đã là đèn bi rồi. Đấy. Đấy, la răng thì là la răng phay rồi. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, cái bản này nó là bản máy dầu, nó khác với lại bản máy xăng, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 590 triệu. Cam kết với các bạn là tại salon của chúng tôi là xe không có đâm đụng, không có ngập nước, không có tháo máy. Đấy, chúng tôi cam kết với các bạn là thế. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với lại cái mẫu xe Prado. Hiện nay ở cửa hàng của tôi đang có 3 cái Prado, thì một cái 209 thì bán rồi, còn hai cái màu trắng, một cái là sản xuất 14 và cái này là sản xuất 2017. Cái bản 17 này là bản VX rồi nhá, sản xuất cuối 2017, đăng ký là đầu 2018. Sản xuất 2017 và đăng ký lần đầu là 2018 bản VX, với màu trắng và nội thất kem. Chiếc xe này là đi 8 vạn 8 km một chủ từ đầu. Hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 1 tỷ 830 triệu. Rất mong các bạn có thể tham khảo qua đi thử. Và các bạn cần các cái thông tin chi tiết gì hãy alo cho tôi là theo số điện thoại là 0968 680977. Còn tiếp theo tôi giới thiệu các bạn cũng lại là một chiếc Kia Sorento. Đây là phiên bản máy xăng, được sản xuất năm 2018. Chiếc xe máy xăng thì giá nó rất là rẻ, hợp lý hơn với lại cái dòng máy dầu. Chiếc xe này hiện nay là đang chào bán với cái giá là 570 triệu. Đấy, cái bản này thì nó thiếu hơn với lại cái bản máy dầu của chúng tôi. Cái bản máy dầu nãy tôi giới thiệu thì là nó là bản full luôn, cửa nóc to và la ma và ba vùng điều hòa, các cái ghế điện, rất nhiều tính năng. Tiếp theo tôi giới thiệu với các bạn ra phía đằng sau đây tôi là còn một chiếc xe Kia Sorento này, Sorento. Chiếc xe Sorento này đấy, là sản xuất 2019, cũng là một chủ từ đầu. Biển tỉnh tôi đã rút hồ sơ rồi. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 485 triệu. Rất mong các bạn là qua đi thử chiếc xe này. Chiếc xe này là chào đúng giá luôn. Tôi để bán đúng giá là 485 triệu. Một lần nữa là xin trân trọng các bạn, các quý vị tham khảo các cái mẫu xe ở tại cái kênh của Salon ô tô Hà Nội 1, địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Các bạn có nhu cầu chi tiết với cái xe nào hãy alo cho tôi theo số điện thoại là 0968 680977 để tôi gửi đầy đủ các cái thông tin chi tiết cho các bạn ở xa. Một lần nữa xin trân trọng các bạn hãy xem cái clip này, hãy chia sẻ giúp tôi. Xin trân trọng cảm ơn.